Luật sư nói gì về vụ khởi tố chủ quán chậm đăng ký kinh doanh? Quý vị và các bạn thân mến, liên quan đến vụ việc khởi tố bị can Nguyễn Văn Tấn với tội danh Kinh doanh trái phép, chia sẻ với dân Việt, luật sư Nguyễn Kiều Hưng cho rằng việc vạch lá tìm sâu để xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong kinh doanh rồi tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần hai đối với ông Nguyễn Văn Tấn nhằm củng cố căn cứ để hình sự hóa vi phạm về kinh doanh trái phép khiến dư luận không khỏi nghi ngờ động cơ không trong sáng của các cán bộ điều tra viên trong vụ án này. Luật sư Nguyễn Kiều Hương nói, Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện rõ tư tưởng tôn trọng và đảm bảo quyền tự do kinh doanh theo nguyên tắc người dân, doanh nghiệp được đầu tư, kinh doanh những gì pháp luật không cấm. Bộ luật hình sự năm 2015 cũng đã bỏ tội kinh doanh trái phép, thì hoạt động tố tụng của công an huyện Bình Chánh chẳng khác gì đi ngược lại chủ trương chính sách của nhà nước. Dù bộ luật hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, thì việc khởi tố vụ án cũng phải có căn cứ vững chắc, không thể dễ dàng tùy tiện như vậy được. Khoảng 1, Điều 159 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 đã quy định rất rõ, muốn xử lý hình sự hành vi kinh doanh trái phép và đảm bảo hai điều kiện đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc số hàng phạm pháp có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng. Trong khi đó, hành vi được xem là vi phạm lần thứ hai không cùng với hành vi vi phạm lần một, chứ nói đến là việc xử phạt như vậy là không có căn cứ. Cũng theo luật sư Hưng, hoạt động tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh đã có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp về hành vi truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội quy định tại điều 293 bộ luật hình sự. Luật sư Hưng nhận định một vụ án có quá nhiều sai sót trong hoạt động tố tụng từ việc xử lý vi phạm hành chính cho đến xử lý hình sự. Tôi có cảm giác như cơ quan cảnh sát điều tra tìm mọi cách để triệt chỗ làm ăn của ông Tấn. Nếu cứ phát hiện người kinh doanh cá thể nhỏ lẻ không đăng ký kinh doanh mà cứ khỏi tố thì không nhà tù nào chứa nổi. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng phân tích thêm Bộ Luật hình sự năm 2015 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Tới đây đã bỏ tội kinh doanh trái phép. Đây là chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Chưa đầy 3 tháng nữa bộ luật này có hiệu lực, bỗng nhiên xuất hiện vụ án đi ngược lại chính sách này. Về căn cứ để khởi tố, tôi nhận thấy hành vi của ông Tấn chưa đủ yếu tố để truy cứu trách nhiệm hình sự, vì đơn thuần là vi phạm hành chính và không có sự tái phạm trên cùng một hành vi. Mặt khác, việc xử phạt vi phạm hành chính lần hai với các loại chỉ áp dụng đối với cơ sở đang kinh doanh. Trong khi quán cà phê, cơm văn phòng đã ngưng kinh doanh là trái pháp luật. Việc khởi tố một người khi không có tội đã có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp có thể bị xử lý hình sự. Từ những nhận định, phân tích nêu trên, luật sư Hưng cho rằng với cách xử lý từ tự kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính, cho đến tạo căn cứ bằng cách xử phạt vi phạm hành chính lần hai để truy cứu trách nhiệm hình sự, khiến dư luận nghi ngờ đến tính khách quan của vụ án. Bởi lẽ, theo luật sư Hưng, trong khi nhà nước đang tìm mọi biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc khởi tố hành vi kinh doanh trái phép đối với ông Nguyễn Văn Tấn chắc chắn gây bức xúc dư luận. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng chia sẻ, đã vậy, quyết định khởi tố lại được Viện Kiểm sát huyện Bình Chánh về chuẩn, khiến dư luận có quyền nghi ngờ về động cơ đằng sau của quyết định khởi tố trên. Chủ quán cà phê bị truy tố, xin đừng dồn tôi vào đường cùng. Ngày 20 tháng 4, ông Nguyễn Văn Tấn, 50 tuổi, ngụ quận Bình Tân, chủ quán cà phê xin chào tại thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương chuẩn bị giấy tờ thủ tục để tham dự phiên tòa xét xử ông về tội kinh doanh trái phép. Cáo trạng vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh chuyển cho tòa án cung cấp và dự kiến ngày 28 tháng 4 sẽ xét xử sơ thẩm. Trao đổi với phóng viên, chủ quán cà phê cho biết mảnh đốc ông thuê với giá 4 triệu đồng một tháng trước đây là vùng trũng ao nước. Sau khi thuê, ông Tấn bỏ ra khoảng 400 triệu để đổ đất tạo mặt bằng rồi xây nhà mở quán cà phê với ý định kinh doanh nước giải khát, điểm tâm sáng và cơm trưa. Ông Tấn tâm sự, tôi cũng đã lớn tuổi nên nghĩ rằng mở quán này được ăn nhàn mưu sinh kiếm tiền phụng dưỡng mẹ già. Tuy nhiên, quán mới mở chưa thu được lợi gì thì ông liên tục xính vào rắc rối và đối mặt với bản án tù. Theo đó, quán khai trương ngày 8 tháng 8 năm 2015 thì năm hôm sau, công an huyện Bình Chánh tới kiểm tra xử phạt 17 triệu đồng vì năm lỗi. Kinh doanh không có giấy phép, không khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, khu vực chế biến, bảo quản không hợp vệ sinh, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và không có đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu và quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. Sau đó, ông Tấn ngừng bán hàng ăn chỉ còn kinh doanh nước giải khát và làm thủ tục để Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 18 tháng 8 năm 2015. Tuy nhiên, ngày 10 tháng 9 năm 2015, Công an huyện Bình Chánh tiếp tục đến kiểm tra. Lúc này, quán cà phê Xin Chào đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công an huyện Bình Chánh chuyển sang lập biên bản các lỗi vi phạm, chưa cơ giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kinh doanh sai địa điểm, thải nước thải chưa xử lý qua vào môi trường và sử dụng khu vực chế biến có côn trùng gây hại ngày 25 tháng 9 năm 2015, Công an huyện Bình Chánh có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Tấn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh, do tái phạm nên ông Tấn bị truy tố theo điểm A khoản 1 điều 159 Bộ Luật Hình sự về tội kinh doanh trái phép. Ông Tấn cho biết, trong vòng hơn một tháng, hai biên bản vi phạm hành chính rồi đến quyết định truy tố hình sự khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi chỉ kinh doanh quán cà phê làm ăn chân chính thì có gì mà phải xử lý nặng tay như vậy. Lúc đến kiểm tra với nhiều nội dung trong đó có vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng chỉ có hai cán bộ công an huyện, hoàn toàn không có bóng dáng lực lượng chức năng khác thì liệu có khách quan. Ông Tấn cho biết từ lúc mình bị truy tố và phải ra hầu tòa với tội danh kinh doanh không phép, tâm trí rất bấn loạn bàng hoàng. Mẹ ông Tấn vì lo lắng cho con đổ bệnh nặng nằm liệt giường. Ông Tấn thở dài cho biết, mọi ăn uống sinh hoạt của mẹ giờ tôi phải lo, nếu tôi đi tù thì ai sẽ chăm cho mẹ đây. Sau khi biết mình bị xử lý hình sự, ông đã gửi đơn thư tới nhiều cơ quan như công an thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân, huyện ủy Bình Chánh, viện kiểm sát nhân dân tối cao nhưng chưa nhận được câu trả lời nào. Ông Tấn nói tôi chỉ mong muốn được yên ổn làm ăn xin các cơ quan chức năng đừng dồn vào đường cùng. Chiều 20 tháng 4 trao đổi với phóng viên ông Trần Kiến Sương, Tránh Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, viện đã nhận được chỉ đạo từ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ vụ chủ quán cà phê bị truy tố. Theo ông Sương, ngay từ ngày 19 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bình Chánh báo cáo chi tiết. Viện đang trong quá trình tìm hiểu, thẩm định hồ sơ, thông tin về kết quả xử lý sẽ được thông báo sau.